Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh channel của em nha. Hôm nay rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Em đang đứng ở khu vực đẹp Grand. Hôm nay thì Đà Lạt ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn về chân đèo Grand để chúng ta vào khu du lịch Grand để xem hôm nay thì như thế nào, họ đã mở cửa hay chưa. Và em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn vào bên đó tham quan xem có gì hay không. Và cũng rất nhiều cô bác anh chị và các bạn cũng có lời nhắn gửi lâu rồi nhưng mà em chưa có thực hiện được bởi vì tình hình dịch bệnh cũng rất là phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, con đèo Grand này thì có thể nói là một con đèo rất là thơ mộng uốn lượn qua những sườn đồi. Bây giờ thì là thời điểm buổi chiều á. Như quý vị và các bạn thấy là có những cái cây thông như thế này thì che bớt một phần nào đó cái cảm giác nắng nóng khi mà chúng ta di chuyển qua đoạn đường Grand này. Khi mà đi lên tới lưng chừng đèo thì chúng ta có cái cảm giác se se lạnh và nhiệt độ bắt đầu giảm xuống vào ban đêm. Đó là nhiệt độ ở khu vực đèo Grand. Và buổi chiều hôm nay thì trời nắng vàng rất là đẹp. Nhưng mà không có các cô bác anh chị và các bạn đi du lịch Đà Lạt, thành ra là chúng ta thấy khung cảnh ngoài đường nó cũng khá là thông thoáng quý vị ha. Sắp tới thì họ sẽ đóng đèo Grand một năm để nâng cấp. Đó là một cái thông tin mới nhất và em vừa mới cập nhật đến cô bác anh chị và các bạn ít hôm trước. Trong suốt thời gian thi công thì họ sẽ để biển báo cấm đi lại và hướng dẫn cho các phương tiện đi qua đèo Mimosa để vào thành phố Đà Lạt. Và họ dự kiến sẽ khởi công vào sang năm, tháng 6 sang năm, quý vị và các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn đi được vài tháng nữa ở cung đèo này thôi. Những hình ảnh này thì có lẽ đã gắn bó với rất là nhiều người. Khi mà đến với thành phố Đà Lạt thì chúng ta đều đi ngang qua cung đèo này. Con đèo quanh co, hùng vĩ. Và có những nơi, những chỗ đi ngang qua thì nó rất là đẹp cuốn hút luôn đó quý vị và các bạn. Nhìn xuống phía dưới đó là khu vực thung lũng, có một cái khe suối nhỏ ở phía dưới. Không khí gió lùa rất là mát luôn quý vị. Và cũng có một số anh chị cũng có hỏi em là khi mà đóng đèo Grand như vậy thì còn con đường nào để đi vào khu du lịch Hồ Tiền Lâm hay không? Thì vẫn còn hai con đường cô bác anh chị, đó là con đường đèo Sa Com đó, chúng ta đi từ Định An đi vào. Và nếu như quý vị và các bạn ở trong thành phố thì chúng ta có thể là đi về con đường Triệu Việt Vương thuộc phường 4 để về với Hồ Tiền Lâm, sau đó thì đi qua đèo Sa Com này để về với quốc lộ 20. Không có nhiều xe cộ thì cảnh vật nó im vắng, nhẹ nhàng và thư giãn nữa quý vị. Khi mà vừa đi xe như vậy thì mình vừa thả lỏng đầu óc sau những giờ, những lúc mệt mỏi, căng thẳng.
Ở bên tay trái của em đây là con đường song song với cao tốc Liên Khương ở bên phía ngoài này quý vị và các bạn này. Và dọc hàng rào này em để ý là có những bông hoa rạng đông khoe một cái màu cam rực rỡ chạy từ quốc lộ 20 mà về đến cao tốc Liên Khương quý vị. Và khi tới đây thì có những cái mùi hương hoa phát ra để lại một cái cảm giác khó tả, khó quên khi mà lên đến Đà Lạt. Và chúng ta sẽ vượt qua hết đoạn cao tốc này trước khi mà tận hưởng cái cảm giác xe xe lạnh của thành phố Đà Lạt. Đi ngang qua cái đoạn này thì có một cái cảnh nó buồn, cái vùng quê yên ả, bà con mình thì làm nông nghiệp quý vị, đặc biệt là trồng hoa lấy ơn. Còn ở đây là khu du lịch Brand quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì vẫn chưa đón du khách quý vị và các bạn. Có lẽ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và giá vé thì vẫn như năm ngoái 30.000 đối với người lớn, còn trẻ em là 15.000. Nguồn gốc của thác Brand thì theo người dân bản địa, người ta kể rằng lúc đó thì ngọn thác này có một cái tên gọi khác nữa, tiếng dân tộc Cờ Ho, đó là Brand. Thì mãi tới tận sau này thì người địa phương ở đây thì họ nói lái thành Brand đó quý vị. Và ngọn thác Brand có nghĩa là cà đắng, trái cà mà bà con mình trồng cũng nhiều ở khu vực ngoại ô của thành phố Đà Lạt đó quý vị và các bạn. Và ở trên đỉnh núi thì có đền thờ Âu Lạc nữa quý vị. Và ở đây thì được mô phỏng theo kiến trúc đền Hùng trên núi Phượng Hoàng. Con đường quanh co xung quanh rất là mát mẻ với hai hàng cây thông chạy uốn lượn. Còn đây là tịnh xá nằm bên cạnh thác Brand luôn quý vị. Đứng ở bên cạnh thì có thể là nghe thấy tiếng thác nước chảy róc rách. Có lẽ nơi đây vốn dĩ đã yên tĩnh, tạo nên một cảm giác rất là thoải mái. Bởi vậy thì các nhà thiền sư thường tìm đến đây, tìm đến vùng đất này để làm nơi tu hành ngồi thiền. Và khi mà em bước chân vô chùa, cảm giác thì nhẹ nhõm vô cùng luôn. Phía trên đó là chánh điện quý vị. Em thấy chánh điện cũng không rộng lắm, khoảng 30 mét vuông thôi. Và bên cạnh đó thì có những cái cốc nho nhỏ ở xung quanh. Bên trong thì có tượng Phật Thích Ca làm bằng gỗ, có lẽ là một loại gỗ quý quý vị. Gió đưa cành trúc la đà. Những cây trúc ở đây thì được các thầy trồng tạo nên một không gian xanh mát. Và nó mang một cái nét gì đó liên quan đến bộ môn pháp môn ngồi thiền đó quý vị và các bạn. Bây giờ thì em sẽ mời cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ lên một cái khu vực nằm trên một ngọn núi nhỏ, có một ngôi chùa nho nhỏ. Và trước khi lên ngôi chùa nhỏ này thì em sẽ băng qua một con dốc cũng quanh co, cây cối thì rất là nhiều, không khí mát mẻ thiên nhiên. Và xung quanh đèo Brand thì năm xưa còn một vài ngôi chùa quý vị.
Và trước đó thì em nhớ có một ngôi chùa nghèo. Dạ, tới đây thì em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là nhiều bình an trong cuộc sống. Và tới vị trí này thì em cũng xin được kết thúc video clip đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta đi loanh quanh ở vùng ngoại ô thành phố. Và xin được hẹn cô bác anh chị và các bạn ở video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.